Vâng, sau đây em Chiến giới thiệu một sản phẩm rất là tầm tiền phục vụ các bác nha. Con này hàng đó bay về cực kỳ mới cho các bác nào mình chơi. Thứ nhất là ngắm nhìn và trưng bày trong cái phòng audio cổ điển của chúng ta. Em này là model là SX880, là đàn em của 980 nha các bác. Con SX980 thì nay khổ là 20 triệu nha các bác. Còn con này là SX880. Con này em đang phân phối hàng đẹp, hàng đó bay về về trong sáng nay chung với con 9090DB. Quán nào mình thấy đồ đẹp của nó là 4 cái đồng hồ. 4 cửa sổ tâm hồn và 2 cái đồng hồ vô này các bác. Đấy. Rất là mới nha. Đấy. Qua thêm mạch màng nữa này. Soi gương được luôn nha các bác. Rất là mới, đây là gọi là máy chất từ nước Mỹ về các bác. Hàng Mỹ nha bác, nhưng mà con này là trang bị 4 cầu điện này, rất là tiện lợi cho các bác mình sử dụng ở Việt Nam. Giá là 12.500.000, các bạn thấy bộ gỗ cực đẹp luôn nha. Con này các bác chơi bát 30 đô lại nha, là ok nha. Này đánh 4 sò Toshiba chữ đỏ, Toshiba xanh đen nha các bác. Những dòng sò mà được trang bị trên những con bảy ăn 8 rồi các bác. Xanh đen. Đây, bộ gỗ cực đẹp luôn nha. Các bác nhớ bật chế độ full HD lên xăm nha. Con này rất là đáng các bác chơi ở phần gốc này. Nghi hay trưng bày đẹp, phối ghép với những con AK hay đầu đét đồ vân vân. Đây là 4 cầu điện các bác. Đấy. Những con Pioneer mà tìm được những con 4 cầu rất là hiếm, nhưng đa số là hàng 1 cầu là 120V thôi. Còn đây 4 cầu chúng ta có thể chuyển được 220 này. 2 cầu loa AB hay A cộng B. Hàng đẹp nha các bác. Đẹp nhất nách luôn. Trăm hết luôn. Rồi sau đây em Chiến mời các bác cùng đi vào bên trong của sản phẩm và chúng ta xem nội thất của em nó. Hình như là những dòng 80 là sexy 7 màu nha các bác. Tất cả hoạt động hoàn hảo nha. Các bác chỉ việc yêu thích và liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này kia thôi. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Mời các bác cùng xem lại video đẹp em nó nữa. Pioneer SX880. Và đây là bên trong ruột gan của em nó, đem tắt đèn nha, đèn trinh hết nha các bác. Đây. Đây các bác thấy sexy 7 màu nha, rất là mới nha. Đây là cái tăng phô 2 tuần 1 nguồn. Máy cực đẹp cho các bác nha. Rồi em sẽ mở phía dưới đây các bác cùng xem sò công suất. Hoặc là phần rề, tất cả hoạt động và bắt chép cũng như là trộn âm thanh thì nó ở cái mạch này nha các bác. Đây là cái tản nhiệt. Các bác thấy chân sò không? 1, 2, 3, 4. Những con này nghe nhạc rất là hay nha. Nó là dòng âm lê chuyên nghe nhạc. Phát xin lỗi tất cả các bác nha. Em nó là chạy 4 con nét xanh đen chứ không phải là Toshiba nha. 4 con nét nha. Đây các bác thấy. Thấy đồ mới chưa? 4 con 2 xanh 2 đen nha các bác. Cầu chì bảo vệ. Có thấy mạch này. Đẹp tuyệt vời, con này đẹp thiếu tùng sốt nha các bác. Đẹp trên 95%, các bác thấy chân sò này. Đấy, mộc mạc và rất là đẹp luôn nha. Gọi là jean dead các bác. Từ A tới Z đấy. Các thấy mạch này. Đấy, các bác thấy chân, có mình coi sò, mình đơn giản mình chỉ cần coi chân sò và keo này các bác. Cái keo jean này. Cái keo này mà các bác chỉ cần mở sò ra là nó sẽ bể liền. Đấy, cái keo hãng nó keo tản nhiệt. Khi mình hãng người ta lép sò, người ta sẽ xịt cái keo vào và dạng con sò xuống là keo nó tự bì ra, dạng là bì ra và nó sẽ như thế. Đấy. Thấy đẹp chưa? Là cái cách hướng dẫn mà các bác đi có thể xem sò. Đấy. Rồi em Chiến dừng video, thì một con ly rất là tầm tiền, chỉ có 12.500.000. Các bác sở hữu được một con âm ly nghe nhạc, nghe hay bài đẹp của hãng Pioneer SX880. Hàng eBay đẹp hết châu chê. Và sáng sớm hôm nay thì em Chiến đưa đến cho các bác một con âm ly nghi hay bài đẹp công suất khỏe đến từ hãng Pioneer. Thì đây là những dòng âm ly có chất âm tốt hay, đó là dòng QX 747 này các bác, 949 này. Đấy, size lớn nha các bác, đèn trưng của dòng QX. Em này là công suất 340W các bác, vừa nghi hay vừa trưng bày đẹp. Các bác thấy cái phần này, đây là phần đèn nháy nha. Đèn nháy khi nhạc nhảy thì mình nghe nhạc thì nó nháy cho phần này. Đấy. Con này về rất là đẹp luôn các bác. Bác nào mình sưu tầm thì alo cho em Chiến nha. QX 949.
bốn cầu điện, các bác có thể sử dụng được điện 220 nha. Thì nó hàng Mỹ về điện 110 120, thì nó có cầu chuyển điện nên là nó có thể chuyển được 220 và 240 230 vân vân. Trang bị là ba cầu loa A B C vân vân, máy cực đẹp cho các bác. Đây, về đồ đẹp thì khỏi bàn, giờ mình đi xem phía trên nắp của sản phẩm, các bác thấy vô gỗ này. Các bác nhớ bật chế độ full HD mình xem cho rõ nha. Và em cũng có đăng hình ở trên Zalo đó các bác, hoặc là Facebook. Bác vào xem nha, yêu thích thì liên hệ cho em nha. Giá con này thì em cân đối cho bác là 12 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Những cái dòng quý tiếng rất là hay và lực lắm các bác, đáng chơi lắm. Đây các bác thấy, nó trang bị cổng adapter là Dolby NR nha các bác. Nếu các bác mình nghe nhạc mạng mà kém từ TV hay là laptop, chúng ta kém vào đường này này, Dolby NR in này. Đây, hai đường nó sẽ chạy qua cái mạch Dolby nha. Rồi còn kém bình thường thì kém AUX trạm loa. Đây, trang bị là 5 cầu điện 110 120 230 240, công suất là 340W. Đây là cầu chuyển điện đây các bác, anten rất là đẹp. Đây là tổng thể phía sau. Bác nào mình đang cần trong một âm ly trong tầm tiền thì con này cực kỳ đáng chơi nha, hiếm nữa. Những dòng 747 949 là cực hiếm ạ. Được anh em ưa chuộng nhiều bởi vì cái lực đánh của nó tốt lắm quá. Những dòng này quánh cực phê luôn nha. Chứ dòng SX thì quánh không bằng những dòng QX đâu, SX thì đắt hơn QX. Rồi xem, mời các bác cùng xem bên trong cấu hình nội thất nha. Giá 12 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào chuyển không đủ thì em bớt 200 ngàn nha. Giá em cân đối rồi, hàng thì cực tuyệt đẹp cho các bác nha. Đấy, biết ngay mà có cái dòng QX, thứ nhất là đánh hay và thứ hai là công suất khỏe. Em tưởng là nó 4 sò nhưng mà nó là 8 sò sắt nha các bác, 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ nha, khiếp chưa. Ở tầm 12 triệu các bác tìm đâu ra một con âm ly chạy 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ công suất 340W. Thì những dòng QX nó sẽ làm được điều đó và mang đến chất lượng và hệ âm thanh khỏe để các bác phối ghép. Đối với con này các bác chơi tốt bắt 40 nha. Những dòng sạc Win VK bắt 40 màu ghép với dòng QX là tuyệt vời nha các bác. Các bác ở ngoài bác thường đi tìm những con mà âm ly để ghép với những cặp sạc Win á, hay là những dòng mà loa mà màng carbon có lực đánh chịu đòn tốt và khó trị á, thì các bác lựa chọn dòng QX là tốt nhất nha, nếu mà hãng Pioneer. Những con 949 các bác đánh cực phê luôn. 8 sò sắt nha các bác, phía dưới này, phía dưới 4 con, trên 4 con và tầm 8 con. Máy rất đẹp nha các bác, có thể thấy phần tân phô nguồn lăng tung. Bác nào lấy thì alo cho em nha, vào gỗ cực đẹp nữa. Giá là 12 triệu đã bao gồm phí ship. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác có một buổi sáng tốt đẹp, vui vẻ.